Đây là một phần nhỏ trong công việc hàng ngày của CEO Phạm Thị Hằng. Hiện chị đang là giám đốc của chuỗi khách sạn 4 sao nổi tiếng tại Hà Nội với thương hiệu riêng mang tên Hà Nội Emerald Water và Golden Sun, với 6 khách sạn nằm trên các con phố cổ thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hiểu rất rõ về những khắt khe trong ngành dịch vụ, đặc biệt là lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Chính vì vậy mà chị luôn có những yêu cầu và đòi hỏi rất cao đối với nhân viên của mình. Quyết định lựa chọn đầu tư và khởi nghiệp vào lĩnh vực nhà hàng khách sạn, CEO Phạm Thị Hằng luôn có một tâm niệm và mong muốn có một không gian, một điểm đến chất lượng dành cho những vị khách khi lưu trú ở Việt Nam, ở Hà Nội, thủ đô ngàn năm tuổi, đặc biệt là những người con xa xứ, những vị khách nước ngoài tới với Việt Nam. Bởi hơn ai hết, chị hiểu được suy nghĩ và tâm tư của những người con xa xứ. Chị hiểu hơn về giá trị của hai tiếng quê hương. Hai mươi lăm năm làm nghề, thời điểm huy hoàng nhất của chị là sở hữu và quản lý 25 khách sạn tiêu chuẩn 4 sao tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Chẳng thế mà chị hiểu, thấu cảm cho những giai đoạn thăng trầm của nghề mà chị đã phải trải qua. Khách sạn không chỉ là điểm đến cho mỗi vị khách du lịch, mà nó còn là ngôi nhà thứ hai của chị, của những người đồng nghiệp đã cùng chị gắn bó trong suốt thời gian qua. Nó là tâm huyết và đam mê ngay từ thời điểm ban đầu, khi chị quyết định lập nghiệp tại Hà Nội. Chẳng thế mà mỗi vị trí, mỗi điểm đến, mỗi căn phòng nhỏ trong khách sạn của chị luôn được chuẩn bị một cách chỉn chu, gọn gàng và ngăn nắp nhất. Mỗi thiết kế và cách sắp xếp, bài trí trong khách sạn luôn ẩn chứa ý nghĩa sâu xa với thông điệp khách sạn chính là nơi ấm áp để du khách lựa chọn dừng chân trong hành trình tới Việt Nam của mình. Không chỉ dừng lại ở chuỗi khách sạn 4 sao tại Hà Nội, CEO Phạm Thị Hằng còn đang là giám đốc của chuỗi cửa hàng thời trang dành cho phái đẹp với thương hiệu C. Tại 4 con phố lớn Hà Nội, đó là phố Hàng Bông, Kim Mã, Trần Duy Hưng và Nguyễn Văn Cừ. Ước muốn mang những giá trị hạnh phúc không chỉ là nơi lưu trú, mà giá trị hạnh phúc của chị còn hướng tới những người phụ nữ Việt Nam. Chị muốn dành cho phái yếu những gì tốt đẹp nhất với thông điệp hãy trân quý bản thân mình, hãy yêu thương bản thân mình để hướng tới một cuộc sống văn minh, tự chủ và hạnh phúc. Chính vì vậy mà mỗi thiết kế của Si cũng có sự phóng khoáng hơn, chất liệu vải cũng được chọn lọc và lựa chọn tốt nhất. Đặc biệt, mỗi bộ sản phẩm thời trang khi ra mắt luôn cập nhật xu hướng mới nhất, đẹp nhất và độc đáo nhất. Trong cái quá trình thời gian làm 2 năm cùng với cả chị CEO Nguyễn Thị Hằng thì tôi học hỏi được rất là nhiều điều. Khi mà chị bảo tôi nhiều thứ trong cái quá trình làm việc ấy, thì chị là một người rất là khắt khe, nhưng mà chị ấy, tôi biết được rằng là cái tâm huyết của chị ấy đặt vào đây rất là lớn, và những cái quy trình để mà cho ra được một bộ sản phẩm, một bộ sưu tập mới ấy, nó rất là tâm huyết, chất lượng phải cao, và những cái mặt hàng đấy nó phải chỉnh chu, và những thứ như thế thì chị ấy đã khiến tôi kiểu nhận ra được nhiều điều và học được rất nhiều thứ. Thật sự là tôi rất cảm ơn chị Nguyễn Thị Hằng. Đã có nhiều người hỏi chị tại sao chị lại lựa chọn thời trang để đầu tư song hành với kinh doanh khách sạn, bởi hai lĩnh vực này chẳng hề liên quan tới nhau. Thế nhưng với CEO Phạm Thị Hằng, trong suốt 25 năm kinh doanh khách sạn, chị đã đúc kết được cho mình nhiều giá trị từ chính bản thân và cuộc sống. Chị thừa hưởng sự may mắn là hiểu về kiến trúc xây dựng từ nghề của bố. Trong khách sạn, chị là người thiết kế nội thất, là người thiết kế không gian và cũng là người thiết kế thời trang cho nhân viên.
Nên với chị, thời trang là một thứ ngôn ngữ rất riêng và đặc biệt với chị. Chưa kể chính khoảng thời gian đại dịch Covid-19 hoành hành, thời trang đã giúp chị vực dậy cuộc sống khi tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc. Thương hiệu thời trang Si là viết tắt của Creative Design, hay nhiều khách hàng quen thuộc của Si vẫn gọi đây là thương hiệu thời trang dành riêng cho các chị em phái đẹp. Không chỉ là tên viết tắt đơn thuần, mà Si còn gắn liền với tên con gái của CEO Phạm Thị Hằng. Bởi vậy mà thương hiệu thời trang này vô cùng có ý nghĩa với chị. Nhiều chị em phụ nữ khi lựa chọn Si cũng có những cảm nhận rất riêng biệt. Lúc vào xem thì thấy quần áo cũng ok, phù hợp để mình đi làm, để mình đi chơi. Nên là mình cứ thử vài đồ xem và mua được vài áo sơ mi. Mình thấy chất lượng rất là ok vì da mình khá là nhạy cảm. Nên là vải mềm, không kích ứng nên là mình rất là hài lòng với cái việc đấy. Mới đây nhất, để đáp ứng nhu cầu và mong muốn của nhiều khách hàng, CEO Phạm Thị Hằng và Si đã cho ra mắt cửa hàng thời trang thứ 5 trên con phố Chùa Bộc. Hy vọng rằng sự phát triển của Si cũng sẽ lan tỏa mạnh mẽ và mang lại nhiều những giá trị tốt đẹp hơn nữa đến với tín đồ yêu thích thời trang, đặc biệt là phái đẹp. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Đường Đến Thành Công của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Vừa rồi thì chúng ta đã được theo dõi một đoạn phóng sự với rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên đó mới chỉ là những lát cắt rất nhỏ về chân dung của nhân vật của chúng ta ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với chị Phạm Thị Hằng qua những chia sẻ về hành trình chinh phục hạnh phúc của chị. Xin chào chị Hằng, cảm ơn chị đã đến với trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào Hoàng Thanh và xin chào tất cả các quý vị khán giả đang xem đài. Chị Hằng thân mến, sau khi được xem phóng sự và hiểu được một phần nào công việc của chị thì Hoàng Thanh mới thấy thực sự nể phục chị. Vậy thì chị có thể cho quý vị khán giả được biết là động lực nào mà khiến chị có thể làm được nhiều việc như thế không ạ? Thực ra nó không phải là nhiều việc mình cùng làm một lúc, mà mỗi một việc mình đều làm trong một quãng thời gian rất là dài. Và cái động lực khiến cho mình làm được rất là nhiều việc đó là bởi vì nó xuất phát từ cái tình yêu thương gia đình vô bờ bến mà mình dành cho những người thân yêu của mình. Tại thời điểm những cái năm mình 18-20 tuổi, mình còn rất là trẻ, nhưng khi bước chân ra Hà Nội học đại học thì với một nắm cơm mẹ đưa và với một lời nhắn nhủ từ bố là con ra Hà Nội học nhưng không có nghĩa là con chỉ lo cho bản thân con mà bên cạnh đó con phải lo cho cả 4 đứa em trai của con ăn học nữa. Vì thế nên là một câu nói của bố nhưng vô tình nó lại là một trách nhiệm, mà nó là một cái kim chỉ nam để mình sống xuyên suốt từ ngày đó tới tận bây giờ. Hiện tại thì theo Hoàng Thanh được biết, chị đang là giám đốc của một chuỗi các khách sạn 4 sao nổi tiếng ở Hà Nội. Vậy thì chị có thể chia sẻ rõ hơn về công việc này không ạ? Thực ra mình đến với cái nghề kinh doanh khách sạn này cũng xuất phát từ cái thời sinh viên. Mình chỉ nghĩ đơn thuần là kiếm một việc làm để có thu nhập, để trang trải cho cuộc sống ăn học của mình và để có tiền nuôi các em ăn học. Nhưng trong 1-2 năm mình làm thuê thì mình thấy rằng đây là một ngành mình có thể kiếm được rất là nhiều tiền. Và nếu như mình là chủ, mình sẽ có thể làm rất là tốt với cương vị của một người phát triển có sự bền vững và mang lại những cái hình ảnh và cái giá trị tốt đẹp mà đến với những du khách quốc tế khi đến với Hà Nội. Đó là cái hình ảnh và cái nét đẹp văn hóa của đất nước và con người Việt Nam. Như chị chia sẻ thì tôi hiểu rằng là chị đã mất gần 2 năm sau khi đi làm thêm, tức là lúc đó khoảng 20-21 tuổi thôi, mới đang là một cô sinh viên năm 3 và chị lại quyết định là đầu tư và mở một khách sạn của mình. Thì vậy chị có quá liều lĩnh không ạ? Sau khi mình quyết định mở khách sạn thì mình cũng đã làm rất là tốt ở vai trò của một người lễ tân và kiêm quản lý khách sạn, và mình hiểu được rằng nếu như mình đầu tư thì ở thời điểm tuổi trẻ mình muốn thử sức và mình nghĩ rằng nếu thành công thì nó là một cái điều may mắn, còn nếu không thành công thì mình vẫn làm tiếp tục và mình sẽ phát triển, nên là mình sẽ không có cái sợ hãi trong cái việc chấp nhận mạo hiểm. Cái khách sạn đầu tiên
là ở 14 bát xứ. Thì sau 3 tháng mình đã kiếm được rất là nhiều lợi nhuận, và ngay lập tức sau 6 tháng đó mình đã mở liên tiếp 2 cái tiếp theo. Và cứ như vậy mình nhân rộng cái chuỗi, và cho đến cái khi mà cái cao điểm nhất là năm 2008 là mình quản lý tới 15 khách sạn. Vậy thì trong cái thời gian đó thì chị có phải gặp phải những cái khó khăn gì không ạ? Ôi, rất là nhiều khó khăn. Nếu chúng ta kinh doanh một lĩnh vực gì cũng vậy, 20, 25 năm thực sự nó không phải là màu hồng đâu. Và trong sự nghiệp 25 năm của mình, có đến 3 lần mình thất bại. Và cái lần thất bại đầu tiên đó là cái năm 2008. Cái ngày đó mình còn nhớ là lãi suất ngân hàng khoảng 28-30%. Mình không thất bại trong kinh doanh, nhưng mà tại thời điểm đó rất là nhiều các bạn vay tiền. Và mình cũng xuất phát từ cái lòng tốt ấy, thì thôi bạn bè khó khăn thì mình cũng giúp đỡ, mình cũng cho vay. Thế nhưng chính cái sự giúp đỡ đó đã vô tình đẩy mình vào một cái hoàn cảnh gần như là kiệt quệ và phá sản. Và cái khó khăn thứ hai mà mọi người cũng biết đó là cái đại dịch nhỏ, gọi là dịch SARS của những năm 2003 đó. Thực ra thì cái đại dịch đó nó cũng chỉ 6-7 tháng thôi, nhưng nó gần như là làm cho mình suýt từ bỏ. Bởi vì mình ngày đấy mới mở khách sạn được có hơn 1 năm, với cương vị là mình làm người chủ phải chịu trách nhiệm cái hoạt động doanh thu chi phí của hoạt động kinh doanh. Và cái lần gần nhất mà chúng ta ai cũng biết đó là cái đại dịch đầu năm 2020 cuối năm 2019. Mình cũng cứ nghĩ, tại vì cũng trải qua cái đại dịch của 2003 rồi, mình nghĩ là nó chỉ khoảng độ 6-7 tháng đến 1 năm, thì bản thân mình là chủ doanh nghiệp, mình cũng dự trù cái dòng tiền của quỹ dự phòng 1 năm thôi. Nhưng không ai ngờ được rằng hết 1 năm rồi lại tiếp theo năm thứ 2, và thậm chí đến gần hết 3 năm đại dịch mới đi qua. Và cho đến bây giờ mình vẫn còn ám ảnh cái sự mất mát và tổn thất của đại dịch. Vừa rồi thì Hoàng Thanh có lắng nghe những cái câu chuyện của chị. Chị có chia sẻ là đã có những cái thời điểm mà chị bị kiệt quệ về kinh tế, và cũng đã có những cái thời điểm mà chị dẫn đến tuyệt vọng. Vậy thì chị có thể chia sẻ rõ hơn về điều này không ạ? Cho đến bây giờ mình vẫn chưa quên được cái ám ảnh của đại dịch. Năm 2020 là lúc mà mình đang xây dở hai khách sạn, một cái ở 22 Lò Sũ và một cái ở Cát Bà, quy mô gần 100 phòng. Và tại thời điểm đó đang vận hành 15 khách sạn, một cái dòng tiền phải chi trả rất là lớn, hoạt động kinh doanh không có khách, ai có khách trong ngành khách sạn nó đều có chi phí giống nhau. Và mình đã chịu đựng, mình đã gồng gánh hết tháng này qua tháng khác. Mình bán tất thảy mọi thứ, bán tất cả những ngôi nhà của mình, bán tất cả những tài sản mình có. Mỗi một tháng bán đi một cái nhà đều chống đỡ. Nhưng đến tháng thứ 17 là mình không còn gì để bán. Và đến hơn 2 năm sau thì mình phải chấp nhận một cái khách sạn mình đầu tư 125 tỷ, mình phải chấp nhận bán trong đại dịch với giá bằng một nửa để mình trả nợ các khoản vay. Mình thực sự bây giờ vẫn chưa quên được, vẫn chưa trải qua được cái ám ảnh đó. Vậy thì chị có thể cho quý vị khán giả được biết là chị đã vượt qua cái giai đoạn đó như thế nào không ạ? Khi đại dịch đi qua, mình đã gọi lại tất cả những em nhân viên, và mình có nói với tất cả các em ấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm lại từ đầu. 25 năm trước chị làm với một con số 0,
Nhưng bây giờ chúng ta sẽ phải cùng nhau làm lại với con số không phải là bằng không. Và nếu như các em thực sự đam mê, thực sự có tâm huyết và thực sự sống bằng cái tình yêu thương để phục vụ những người khách xa xứ khi họ đến với Hà Nội, họ vẫn còn mình là những người trong nghề để vẫn mang đến những cái hình ảnh và giá trị của con người Việt Nam đến với họ, và bằng những đồng lương là cho các em tự nhận kinh doanh công suất phòng 5%, 10%, có bao nhiêu tiền thì chúng ta, các em tự nuôi nhau để chờ cho đến khi dịch đi qua. Tại vì khi đại dịch kết thúc phải mất 6 tháng thì chúng ta mới có khách. Và mình lúc đó, tại thời điểm đó, mình đang đi làm ở công ty chứng khoán VPS, tại vì mình xuất thân là một thạc sĩ tài chính. Chứ mình không học về ngành khách sạn một ngày nào hết. Mình kinh doanh ngành khách sạn chỉ tư duy của một nhà đầu tư thôi, và có tình yêu thương để làm những điều tốt đẹp cho khách du khách thôi. Thì đồng nghĩa việc là các bạn ấy tất cả đều đã đồng ý. Có 15 nhân viên quay lại, và lúc đó không có chức vụ quản lý, cũng làm nhân viên bảo vệ, lễ tân cũng kiêm nhân viên bàn. Và mình cùng với tất cả nhân viên đã bước qua những ngày tháng như thế để có được lại ngày hôm nay. Theo Hoàng Thanh được biết thì chị không chỉ là giám đốc của một chuỗi các khách sạn nổi tiếng, mà bên cạnh đó thì chị còn sở hữu một chuỗi các showroom thời trang mang thương hiệu Si. Hai cái lĩnh vực này thì có vẻ như là nó không liên quan đến nhau lắm, thì chị có thể chia sẻ rõ hơn về điều này không ạ? Ồ không, mọi người nhìn thấy thời trang và cái ngành đầu tư khách sạn là hai ngành khác nhau, nhưng trên thực tế mình đang làm nó là một đó. Về cơ bản là tại sao mình có một thương hiệu và mình tồn tại đến 25 năm trên thương trường là bởi vì khách hàng người ta rất là trân quý những sản phẩm mà mình tự tay làm và thiết kế nó bằng cái chất liệu rất là cao. Và ngày hôm nay đến với thời trang ấy, như mình đã chia sẻ là mình, do mình quá sợ và mình vẫn còn bị ám ảnh rất là nhiều những sự mất mát trong khách sạn. Và từ khi làm thời trang, mình quên đi được tất thảy những nỗi buồn trong suốt 3 năm đại dịch. Và mình làm, mình thấy rằng mình như sống lại một cuộc đời mới. Bởi mình không nghĩ thời trang là cái sắc phục để mặc đâu, mà thực ra thời trang là một thứ ngôn ngữ rất đặc biệt. Lĩnh vực thời trang hiện nay cũng đang là một cái lĩnh vực mà cạnh tranh rất khốc liệt ở trên thị trường. Vậy thì Si có điều gì khác biệt ạ? Tại thời điểm bây giờ, thời trang của Việt Nam đang trong giai đoạn khốc liệt nhất, nhất là trong cái bối cảnh suy thoái kinh tế. Nhưng là một người cũng may mắn được sử dụng hàng hiệu trong suốt nhiều năm qua, và mình rất là hiểu cái bộ trang phục khi mặc lên với một cái chất liệu vải rất là tốt, mình cảm giác nó dễ chịu lắm và nó cực kỳ có sự sáng tạo. Mà nhất là mình lại là một cái người phụ nữ làm việc ngày 18 đến 20 tiếng, cho nên là mình đánh giá rất là cao cái chất liệu vải. Vì thế nên là khi đến với thời trang, mình đã xác định mình có sự hy sinh, có sự cống hiến cho chị em phụ nữ người Việt, là bởi vì mình đã có 25 năm phục vụ khách nước ngoài rồi. Để đứng được trên thương trường ở thời trang, mình có nghiên cứu rất kỹ trong gần 2 năm trước khi mình làm nó. Mình là người sẽ ước mong có sau này sẽ có thời gian, sẽ có hiệp hội của thời trang của người Việt. Chúng ta sẽ bảo nhau để làm tốt nhất có thể. Mình không muốn có hàng ngoại nhập ở Việt Nam. Mình không muốn là cái phễu cho các thương hiệu ngoại người ta có cơ hội được bán. Và cái thứ hai mà mình có lợi thế để tồn tại được trên thương trường, đó là với một cái người có nghiệp vụ về quản trị doanh nghiệp 20 năm và mỗi một cái người có kỹ năng về cái đàm phán quốc tế. Và khi mình đến với thời trang, mình mang tất cả những nỗi đau của người Việt để nói chuyện với các nhà thiết kế. Và hiện nay trong số 3 trong số 5 nhà thiết kế đang thiết kế miễn phí cho mình. Vì những người thiết kế tài năng, người ta
khi người ta bắt gặp được một cái sứ mệnh, một cái trách nhiệm với cộng đồng, người ta sẽ làm việc thậm chí là không cần tiền lương. Và trong quá trình mình đi mở các showroom, 5 showroom mình mở ra, cộng lại số tiền chưa bằng một showroom của một ông lớn trong ngành thời trang Việt đang phải chi trả. Đó. Còn tại sao mình làm được điều như vậy là bởi vì mình dành ra những cái câu chuyện, những cái thông điệp và những cái trách nhiệm cộng đồng để mình đặt vấn đề với các bác, các cô chú chủ nhà, để họ cho mình một cái giá để mình có thể tồn tại lâu, để phục vụ chị em phụ nữ nhiều hơn. Và với cương vị của một người sáng lập và khai sinh ra Si, mình cam kết tất cả các chị em phụ nữ Việt đều có khả năng chi trả với thời trang Si, mặc dù chất liệu của Si mình chắc chắn chưa có ở thị trường Việt Nam. Vừa rồi thì Hoàng Thanh có lắng nghe, chị có mong muốn là sẽ thành lập một cái hiệp hội thời trang của Việt Nam trong tương lai đúng không ạ? Đúng vậy. Thì đối với riêng thương hiệu Si thì chị mong muốn điều gì? Khi mình khai sinh ra Si, mình đặt ra rất là rõ ràng tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu. Tại thời điểm bây giờ, mình đang mỗi một sản phẩm của Si được thiết kế, có bộ phận thiết kế, và họ sẽ không thể là người thiết kế cái gì là mình cho sản xuất cái đó. Họ đam mê, họ sống trong cái không gian và trí sáng tạo của họ. Nhưng mình là người có tỉnh táo của một người kinh doanh, mình mang những cái bộ thiết kế đó gần hơn đối với văn hóa và đối với lại cái mà cơ thể của chị em phụ nữ Việt. Đấy là cái vấn đề thiết kế. Và cái thứ hai nữa là cái chất liệu vải là chất liệu vô cùng đặc biệt và chất liệu tiên phong ở thị trường Việt Nam. Và cái thứ ba mà Si hướng tới đó là cái thiết kế nó vô cùng có tính thời đại và tính xu hướng. Những bộ trang phục của Si khi đi ra quốc tế, nhất là khi lúc mà các chị em phụ nữ ở sân bay quốc tế, sẽ không cảm thấy mình lạc lõng. Nó không xên xúa và nó không quá là cầu kỳ. Bản thân cái bộ trang phục với chất liệu tốt, nó đã tôn lên cái nét đẹp của người phụ nữ rồi. Vâng, thưa quý vị, xuất hiện tại trường quay của chúng ta ngày hôm nay còn có một nhân vật thứ ba nữa. Và chắc chắn là khi gặp nhân vật này thì chị sẽ rất là vui. Xin được giới thiệu với quý vị và các bạn, chị Nguyễn Thị Thu là một người bạn và cũng là một người đồng nghiệp của chị Phạm Thị Hằng. Xin chào chị Thu. Xin chào MC Hoàng Thanh, xin chào khán giả đang theo dõi chương trình Đường Đến Thành Công. Chào chị Hằng. Chào em. Vâng ạ, rất vui khi hai chị đã tái ngộ nhau tại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vậy thì hai chị có thể chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả được biết là cái mối quan hệ của hai chị đã bắt đầu như thế nào ạ? Thật là tình cờ là có một lần mình làm từ thiện. Thì bạn Thu ngày đấy là bạn ấy cũng trong cái nhóm từ thiện đó. Và hai chị em có cái gắn kết với nhau suốt từ cái ngày làm từ thiện, mà cũng năm nào là mình cũng không nhớ. Nhưng mà qua cái quá trình làm từ thiện 4-5 lần chung nhau á, thì mình là một người chị, mình hơn tuổi em Thu. Mình thấy rằng ở em ấy tuy là ít tuổi nhưng mà em ấy có một cái tình yêu thương rất là nhân ái đến với những mảnh đời bất hạnh. Và hiện tại em ấy cũng đang có một cái lớp mà dạy dành cho những em bé tăng động và khiếm thị. Và theo năm tháng mình cứ gần hơn với em ấy và có nhân duyên gắn kết với em ấy, cũng vì cái tình yêu thương dành cho mọi người ở em ấy rất là nhiều, và mình được lan tỏa ở điều đó. Còn đối với chị Thu thì sao ạ? Chị Hằng là một người như thế nào? Mình ngưỡng mộ chị Hằng khi mà cách đây khoảng tầm 12 năm, khi mình tổ chức một cái chương trình thiện nguyện, thì lúc đó có rất nhiều doanh nhân để đến, thì một trong những số đó là có chị Hằng. Và chị Hằng đến và chị Hằng đã không ngại ngần trong cái việc mà xen lẫn giữa cái việc mà mình nên tận nơi để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Thì chị Hằng chính là người mà nên trực tiếp và cũng là cầm tay những người mà đang khó khăn và những người bị bệnh tật. Và chị không hề ngại ngùng trong việc đó. Chị chia sẻ những cái nỗi đau đó với mọi người. Và từ lúc đó là mình đã tạo cái ấn tượng rất là đặc biệt đối với chị Hằng. Và ngoài ra thì trong cái khoảng thời gian đó thì mình được tìm hiểu và được biết là chị Hằng cũng là một trong những doanh nhân. Và trong quá trình mà hai chị em thì
thời gian rất là khá dài và theo dõi chị ở trên Facebook cũng như là trên một số cái mạng xã hội thì mình thấy wow, chị này thực sự là rất là giỏi và cần cho mình học hỏi thêm nhiều, nhất là khi mà hai chị em lại cùng có một cái chiến tuyến mà cùng nhau để đam mê về từ thiện thì lại càng gần gũi nhau hơn, càng yêu quý nhau hơn, và mình cực kỳ ngưỡng mộ chị. Vậy thì ngoài những cái công việc thiện nguyện ra thì hai chị hiện nay có đang kết hợp với nhau và về những công việc khác không ạ? Ồ có chứ. Khi mình trải qua cái nỗi đau của đại dịch thì bạn ấy vẫn rất là theo sát mình. Bởi vì dù trong đại dịch mình mất mát nhiều như vậy nhưng mà mình cũng liên tục đi làm từ thiện. Bởi vì sao? Bởi vì mình nghĩ đơn giản là mình còn ngày nào được sống, mình còn cái gì có thể chia là mình chia hết. Và bạn Thu đã thay cho mình 3-4 lần chuyển tiền đi làm từ thiện trong cái đại dịch đúng không? Và ngay sau khi đại dịch gần kết thúc thì mình có nói với Thu là ơ Thu ơi, bây giờ chị sẽ quyết định mở thời trang là cái nghề mà chị sẽ sống trong tuổi già, và cũng là cái nghề mà chị tạo ra cho thế hệ các con. Thì em nếu mà có thu xếp được thời gian thì em sẽ làm việc cùng chị. Thì bạn Thu bạn ấy mang cả bạn chồng đến. Và không ngờ rằng là hai vợ chồng bạn ấy nói rằng hôm nay em có 50 triệu em đưa cho chị, và chị hãy nhận coi như là không nghĩ đến ngày trả. Và hai vợ chồng em hứa sẽ làm cho chị cho đến khi nào mà chị không cần chúng em nữa và không bao giờ chúng em lấy lương. Và vô hình chung mình như được tiếp thêm sức mạnh là hai em ấy đã gắn kết với mình suốt gần một năm nay trong thời trang si đó. Cảm ơn em, cảm ơn Sơn, câu này chưa bao giờ chị nói. Và trong suốt gần một năm vừa rồi với cái guồng quay công việc ấy, để mong mỏi mọi thứ hoàn hảo nhất cho si ấy, thì mình luôn ghê gớm và luôn luôn có. Nhưng ngày hôm nay tại cái khoảnh khắc này mình muốn được chân thành và muốn được thật nhất tận đáy lòng. Mình muốn được nói lời cảm ơn rất là nhiều tới em Thu và tới ông xã của em Thu. Và mình rất là thấy tự hào khi được ở bên vợ chồng em ấy, rất là nhân hậu, một người cực kỳ nhân hậu. Mình hạnh phúc vì điều đó, vì có những người em như thế. Em cũng thế. Vâng ạ, vừa rồi thì chúng ta đã được chứng kiến những lời cảm ơn từ chị Hằng dành cho người bạn và người đồng nghiệp của mình là chị Thu. Và Hoàng Thanh cũng xin được cảm ơn hai chị đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay và đã cho quý vị khán giả được rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Kính thưa quý vị, thời lượng của chương trình đến đây là hết. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. CEO Phạm Thị Hằng tốt nghiệp thạc sĩ tài chính, một người phụ nữ độc lập, bản lĩnh và không ngại những thách thức trong cuộc sống. 25 năm nỗ lực phát triển và gây dựng sự nghiệp, chị đã trải qua nhiều khó khăn, thách thức của cuộc đời. Thành công với chị không chỉ là chuỗi thương hiệu khách sạn nổi tiếng, không chỉ là chuỗi thời trang si, mà trên hết là tình yêu nghề, là niềm tin của mỗi khách hàng dành cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của chị. Hành trình của hạnh phúc chính là thông điệp và giá trị tốt đẹp mà CEO Phạm Thị Hằng muốn lan tỏa đến tất cả mọi người. Hãy hướng đến những điều tích cực trong cuộc sống để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.